Chúng ta sẽ bầu ra lớp trưởng mới, người có thể giúp lớp chúng ta trở thành tập thể xuất sắc nhất trường. Tôi xin tự ứng cử Lưu Bồn, người lúc nào cũng nói đạo lý. Nhưng cái lớp này thì cần gì đạo lý? Mọi người cần một người thông minh và toan tính. Đó chính là ta, Tào Phớ, người nói về độ thông minh mà không nhìn xem người bên cạnh ta là ai sao? Trời ơi, tưởng ai, hóa ra là Chu Mỏ, quân sư của Tôn Lù. Người nói vậy mà cũng không nhìn người ở đằng sau lưng ta sao? Chúa công, hắn ta chính là Tư Mã Quy Rờ, quân sư của Tào Phớ. Hài hước thật, chỉ toàn là bọn nhãi nhép. Lưu Bồn, người nói gì cơ? Quân sư tiên sinh, ngài cũng nên xuất hiện rồi. Khí chất của người này, không lẽ nào? Không thể sai được, hắn ta chính là Gia Cát Bụi. Gia Cát Bụi sao? Hắn ta là ai vậy? Chúa công, hắn ta chính là thủ khoa toàn trường, thi ba môn đạt 31 điểm, học cũng giỏi, hát cũng hay, kể cả đái cũng siêu nữa. Không thể nào, hắn đái còn siêu hơn cả ta sao? Các vị, chúng ta đâu nhất thiết phải bầu một lớp trưởng. Gia Cát Bụi, người nói vậy là ý gì? Hãy chia lớp thành 3 khu vực. Tào Phớ sẽ quản lý 3 dãy đầu tiên ở phía đông bắc, Tôn Lù sẽ quản lý 3 dãy ở phía đông nam. Quân sư, nếu vậy chúng ta sẽ chỉ có 6 bàn, còn bọn chúng mỗi người có tận 9 bàn. Tên Gia Cát Bụi này có vẻ không được thông minh lắm nhở. Gia Cát Bụi không phải hạng xoàng, hắn chắc chắn có toan tính. Chúa công nên cẩn thận. Chúa công, 6 bàn của chúng ta nằm ở góc khuất của bàn giáo viên, có thể dễ dàng giúp các bạn trong giờ kiểm tra. Lại còn có 2 cửa sổ với đầy đủ ánh sáng mặt trời, thông thoáng dễ chịu, giúp minh mẫn học tập. Quân sư, quả là cao kiến. Từ giờ, cuộc chiến chính thức bắt đầu.